hôm nay có đôi lời cùng với các bạn. Hôm nay cũng rất vui rằng là đã một năm làm video on YouTube thì cũng được các bạn quan tâm và đã đăng ký được 33 người đăng ký và có 4.950 view, là có 4.950 người coi, cũng rất là vui. Chỉ mới một năm mà thôi, cũng nhờ các bạn đã đăng ký và coi những video của tôi, cũng rất là vui tại vì mới có làm YouTube đây thôi. Thì là mà cũng rất là ít nói trong những cái video thì đó lúc các bạn thông cảm. Nói cũng có những cái mình coi trong những cái YouTube của người khác thì có những cái cũng người ta cũng nói cũng truyền thường, nhưng mà con cái là họ nói quá. Ví dụ như đời sống ở Canada này á, thì là mỗi ngày làm việc chỉ có 8 giờ. Mà lúc trước là tụi này làm ở quản thủ thư viện, làm cho nhà nước chỉ có 7 tiếng đồng hồ. Có 1 tiếng đồng hồ ăn trưa, đi ra ngoài ăn trưa. Và buổi sáng thì vẫn ăn sáng thường đó. Nên là có đôi lúc đem theo thức ăn và trong chỗ làm ăn, thì trong chỗ làm nó có những cái phòng, có cả microwave nè, có cả cà phê trà nè, nghĩa là free cho tất cả mọi người trong lớp, trong nhân viên làm. Họ có phòng ăn đàng hoàng, có ghế nệm để ngồi nè, có mùa hè thì có máy lạnh nè, mùa đông thì có máy sưởi, thì mọi việc trong chỗ làm đều có những cái phòng nó để phục vụ cho công nhân viên, chứ không có ai mà ra ngoài đường mà ngồi ăn trong xe hay là phải vội vàng hấp tấp để ăn những cái gì qua loa trong xe như vậy. Tôi nghĩ là không có đó, tại vì một nước văn minh mà, thì họ làm đầy đủ tất cả để họ phục vụ công nhân, thì họ công nhân họ làm mà đem lại lợi tức cho họ thì nghĩa là họ phải có một cái gì để đối xử cho công nhân. Thì lúc trước chúng tôi làm ở quản thủ thư viện á, thì một năm vậy á, thì mới vào làm á thì giữ lại một tuần lương, và cứ hai tuần á thì nó trả lương cho mình một lần. Thì một năm á có rơi vào trong hai tháng thì nó trả được ba lần tiền lương, cứ mỗi hai tuần như vậy thì trả lương một lần. Thì tất cả rồi cái chuyện mà như là về hưu, tống tiền hưu này nọ thì mình phải trả 40%, rồi chỗ cái công ty của mình trả là 60%. Thì mình phải làm trong vòng 40 năm, lúc bây giờ thì là 40 năm thì mới là về hưu, nghĩa là có lẫn lương hưu đầy đủ đó. Còn lúc trước thì chỉ có 30 năm, 25 năm mà thôi làm cho nhà nước, còn làm cho ở ngoài thì là phải làm cho tới 55, nghĩa là về hưu lúc 55 tuổi. Như tụi này á, về hưu lúc 50 tuổi, tại vì tụi này rất là invest, rất nhiều khoản, mua những cái nhân khoản mà về hưu á, nghĩa là tối đa luôn, bỏ tiền để về hưu sớm. Cho nên có những người họ qua đây họ than xứ này nó khổ cực, thì họ tôi thấy cũng vậy. Tất cả mọi thứ đều vạn sự khởi đầu nan. Thì khi mà tới một đất nước lạ, ở Việt Nam cũng làm, qua đây mình phải làm, bắt buộc đi tới nước nào cũng bắt buộc phải làm, để mình gây ra một
cái chương trình và cái đường hướng để mình đi lên, chứ không ai đi xuống hết á. Đó. Đó, chỉ những người họ không biết tính toán, họ không nghĩ đến tương lai á, thì họ mới họ chứ tâm hồn là từng đồng nào hay là một chút nào đó là họ về Việt Nam là chơi họ vui vẻ rồi nọ, hay là về thăm nhà như vậy. Nhưng mà đổi lại là cái về sau á, mình sẽ bị không có được vui. Như tụi này về hưu 50 tuổi nhưng mà tụi này đã lấy hết tất cả những tiền thương không? Mà bây giờ chỉ đôi lời mà nói cùng với các bạn là những cái mình thấy trong YouTube, những người họ than phiền, họ mới qua đây họ than phiền họ. Chào quý vị và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Và hôm nay là được một năm, kỷ niệm một năm làm YouTuber, thì cũng được là 33 người đăng ký và 4.950 người đã xem video của chúng tôi. Rất cảm ơn rất nhiều. Xin chào các bạn. Lại các bạn trong video tới. Chúc quý bạn có một cuối tuần thật vui vẻ cùng với gia đình. Bye bye, nhớ đăng ký subscribe nha các bạn.